Chào các bạn, Cuồng Phim Review đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim zombie hài hước, Zombot. Mặc dù là phim zombie nhưng nó lại không hề đáng sợ, đặc biệt phù hợp với những bạn thích thể loại phim zombie nhưng lại sợ những cảnh kinh dị. Bộ phim bắt đầu. Một buổi chiều đầy nắng và gió, Do và Cát ngồi trên tàu vừa hóng gió vừa uống cà phê. Bỗng nhiên trong khoang tàu có xác của một người phụ nữ. Sau đó hai chị em họ cùng nhau vứt cái xác xuống hồ. Trên bờ lại lần lượt xuất hiện rất nhiều zombie. Trải qua một buổi sáng bị giày vò, hai chị em họ đã không còn thấy bất ngờ với chuyện kỳ quái này nữa. Bọn họ bình tĩnh lái tàu tiếp tục đi về phía trước. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu xem vào buổi sáng ngày hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 6 giờ 58 phút sáng chủ nhật, Cát, người nghiện game zombie nhiều năm, không ngủ nướng mà mới sáng sớm đã dậy chơi game zombie. Đúng lúc Cát đang chìm đắm trong chiến thắng hoàn mỹ, cô ta chú ý đến tin nhắn của bạn trên mạng, nói rằng trên bản tin có phát đoạn video có người bị zombie ăn thịt, hơn nữa còn là xảy ra ở khu Birmingham, nơi Cát sinh sống. Cô lập tức mở cửa sổ kiểm tra tình hình bên ngoài, phát hiện dưới đường phố đang vô cùng hỗn loạn, trên bầu trời còn có trực thăng đang đi cứu nạn. Cát nhận thấy có chuyện không hay, cô ta mở cửa phòng Do, định đưa cô cùng chạy trốn. Do vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến việc cùng người yêu rút làm những chuyện không phù hợp. Chính vào lúc này rút nằm trên giường vừa mở mắt ra liền biến thành zombie. Thời khắc quan trọng, Cát bất ngờ dùng ga trải giường chụp đầu anh ta lại, kéo theo Do chạy ra ngoài. Cát nhanh chóng kéo theo Do chạy xuống cầu thang, mà rút bị zombie hóa nên toàn thân cứng đờ lập tức bị trượt ngã ở trên lầu. Ai mà ngờ được vài phút sau anh ta lại như người bình thường bắt đầu đứng lên. Hai chị em họ sợ hãi nhanh chóng chạy ra ngoài đường. Trong lúc chạy trốn hai người họ còn gặp phải hai anh em, Emma và Sunny. Đây là một cặp anh em tồi. Bọn họ không hề để ý đến thế giới đã đến ngày tận thế, còn đang nhanh chóng đến ga tàu để kịp giờ lên tàu. Lúc này ở trên đường đang phát tin tức, nội dung như sau. Cảnh sát đang cố gắng duy trì trật tự. Bệnh viện tiếp nhận rất nhiều người bị cắn. Emma và Sunny khó khăn lắm mới đến được ga tàu. Kết quả là tàu lại bị hoãn. Sau đó tất cả các chuyến tàu đều ngừng không chạy nữa. Không chỉ có vậy, trong ga tàu, người bảo vệ duy nhất còn ở lại đó cũng đã bị biến thành zombie. Chặn đường ra của Emma và Sunny, thật là đen đủi, hết vận đen này đến vận đen khác tìm đến. Emma và Sunny bị ép trốn vào trong nhà vệ sinh. Qua một lúc bên ngoài cửa giường như không có động tĩnh gì nữa, hai anh em họ lấy hết dũng khí đi ra ngoài. Lúc này mới phát hiện ra có người gặm thi thể của bảo vệ. Người bình thường nhìn thấy cảnh này đương nhiên là sẽ bỏ chạy. Nhưng não của hai anh em nhà này đúng là có vấn đề. Bọn họ lấy điện thoại quay video đăng lên Facebook. Sống lâu như vậy cuối cùng cũng quay được một đoạn video chấn động Facebook. Chỉ vì thích hóng hớt mà bọn họ nhanh chóng bị zombie bao vây. Trước tình hình không có nơi nào để chạy, bọn họ trốn vào trong một con tàu màu đỏ ở ven hồ. Ở bên này, Cát dựa vào nhiều năm nghiên cứu game zombie. Cho dù là zombie phương Đông hay phương Tây thì đều sợ nước. Vì vậy cô định đưa Do chạy đến con tàu của người yêu cũ của Do. Sau đó lái tàu đến đảo Irva ở London. Bạn của Cát có nhà ở hòn đảo đó. Đến lúc đó sẽ cải tạo ngôi nhà thành căn cứ của những người sống sót. Từ đó có thể sống một cuộc sống của một đảo chủ mà không cần lo lắng gì. Nhưng không ngờ rằng, bạn gái hiện tại của người yêu Do đã biến con tàu thành nhà của mình. Càng đáng sợ hơn là cô ta đã biến thành zombie rồi. Nhìn thấy hai con mồi tự tìm đến, lập tức nghiến răng nghiến lợi xông đến. Cát nhanh chóng cầm dao trên bàn lên để tự vệ. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên cầm dao giết người nên cũng có chút căng thẳng. Ra tay mấy lần liên tiếp nhưng vẫn không thể hạ gục cô ta. Thời khắc quan trọng vẫn là Do phải ra tay. Cô ta vừa nhớ đến chuyện sau khi chia tay cô, anh ta liền ở cùng với cô nàng này, khiến cô vô cùng tức giận xông lên. Tìm không tìm, lại đi tìm người cô ghét nhất. Tình địch gặp nhau, sự ghen tuông bùng nổ. Do lập tức đâm một nhát kết liễu cô ta. Do không dám tin là tự cô đã kết liễu cô ta. Cô ngây thơ muốn đi tìm cảnh sát để tự thú, lại quên mất một nguyên tắc vô cùng quan trọng trong phim zombie. Không đi vào rừng, không đi vào nhà và không tách đi riêng. Do không nghe lời khuyên của Cát, một mình quay lại bờ. Đường phố vô cùng hỗn loạn, nhưng bây giờ trên đường phố khắp nơi đều là zombie. Chớp mắt cái là liền bị zombie bao vây. Cuối cùng tìm thấy một chiếc xe cảnh sát, cô nhanh chóng đi đến, muốn tìm kiếm sự bảo hộ. Mở cửa xe ra mới phát hiện cảnh sát cũng đã biến thành zombie. Cùng lúc đó còn có một đám zombie đang đuổi theo cô. Do chó cùng rứt rậu, tự nhốt mình vào chiếc xe áp giải tội phạm của cảnh sát. Kết quả tội phạm bị trói trên xe cũng đã biến thành zombie. May mắn là anh ta đã bị dây xích trói lại. Đúng lúc Do đang không biết phải làm thế nào, Cát Anh Dũng đã xuất hiện. Cô bấm chuông trên xe cảnh sát khiến cho nó phát ra tiếng chuông báo động, thu hút zombie ở xung quanh đến đó. Sau đó, thừa cơ đưa Do rời đi. Bởi vì sáng nay rời đi quá vội, hai người bọn họ vẫn đang mặc đồ ngủ, không phù hợp với vai nữ anh hùng ngày tận thế chút nào. Thế là hai người họ xông vào cửa hàng quần áo, lấy trộm một bộ trang phục thật ngầu. Ngoại trừ việc chiếc quần da của Cát hơi chật, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo. Sau đó hai người họ nhanh chóng quay lại chỗ con tàu, bắt đầu khởi động con tàu và chuẩn bị rời đi. Không ngờ tốc độ của con tàu này có thể so sánh với con vịt vàng ở công viên. Thậm chí những zombie đuổi theo ở trên bờ cũng phải đi chậm lại cho kịp. Mà khoảng thời gian Cát và Do lên bờ, Emma và Sunny cũng vừa hay đi lên con tàu này. Bọn họ tận mắt nhìn thấy hai chị em vứt xác của cô nàng kia xuống hồ, còn tưởng rằng hai người họ là hai con quỷ.
hai anh em họ run rẩy lo sợ ở trên tàu. Lúc này khi người yêu cũ của Jo đến bến tàu, thì tàu của anh ta đã bị hai chị em cắt lái đi rồi. Bạn gái cũng bị giết chết rồi. Người đàn ông này thật là xui xẻo. Đến 9 giờ 15 phút, Emma và Sunny cầm cây cán bột lên, dũng cảm đi tìm Cát và Jo để chất vấn, cố gắng đuổi hai kẻ giết người này xuống tàu. Nhưng mà hai anh em họ vốn không phải là đối thủ của Cát. Thứ nhất họ không biết lái tàu, thứ hai họ không biết cách đối phó với zombie. Hiển nhiên Cát mới là người được việc nhất trên con tàu này. Hiện tại chỉ có thể tạm thời nghe theo mệnh lệnh của cô. Đường đi đến London quá xa, họ phải đi thuyền 137 dặm, vượt qua 166 đập nước, trải qua 9981 kiếp nạn. Kiếp nạn thứ nhất chính là vượt qua đập nước đầu tiên. Zombie ở trên bờ đang từng bước đến gần. Jo và Emma đang làm việc hết công suất, vẫn không thể đẩy được công tắc của đập nước. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cát khởi động tàu đâm vào đập nước. Sớm biết dễ dàng như vậy, còn để Jo và Emma ra tay làm gì? Sau khi cắt đuôi được zombie ở đằng sau, Emma mang cà phê cho mọi người uống để bình tĩnh lại. Jo chú ý đến trên cốc là hình thân mật của người yêu cũ và bạn gái anh ta, lập tức nổi cơn ghen. Cô ta còn muốn tìm bằng được tên cặn bã này, hỏi anh ta tại sao lại muốn ở cùng người mà cô ghét nhất. Jo quên điện thoại ở nhà nên không thể liên lạc với anh ta. Cô ta quyết định quay về lấy điện thoại. Emma định xuống tàu tìm một chiếc xe lái xe đi London. Anh ta thích cảm giác nhanh như chớp khi lái xe. Vì vậy Emma và Jo xuống tàu tìm xe và điện thoại. Cát và Sunny ở lại trên tàu. Bọn họ phải đi đón nữ anh hùng vĩ đại. Đó là bạn trên mạng của Cát. Nghe nói người này chuyên gia tàu thủy, bậc thầy sinh tồn, tuyển thủ bắn súng cấp quận. Sau đó Cát cuối cùng cũng đón được nữ anh hùng mà cô luôn ngưỡng mộ. Cô ta lên thuyền với bộ tóc tết hơi bẩn. Sunny không thèm để ý đến họ, nhàn hạ nằm trên sofa tìm tín hiệu. Anh ta là fan trung thành của The Big Bang Theory. Một ngày không xem sẽ thấy khó chịu. Thật ra các sùng bái cô nàng tóc tết kia như vậy đều là có lý do cả. Nhớ lúc đó ở trong game, một người có biệt danh trên mạng là Gấu đã nói cô là người cản trở cả đội. Chỉ có cô gái đó đứng ra bảo vệ cô, còn giáo huấn cho anh chàng kia một trận. Từ đó về sau Cát liền trở thành fan hâm mộ của cô nàng đó. Sau đó Cát đi pha cho cô một cốc hồng trà. Lúc cô ta cầm cốc trà của Cát, vết thương trên tay cũng lộ ra. Cô ta đã bị zombie cắn. Hơn nữa còn giấu mọi người chuyện cô ta bị cắn. Ở bên này Emma và Jo đang đi trên đường lớn để tìm xe. Trước đây chắc chắn Emma đã ăn cắp không ít đồ. Chỉ thấy anh ta thuần thục mở cửa của một chiếc xe, kéo dây điện ở dưới vô lăng ra, sau đó tìm hai sợi dây điện cắt bỏ đầu nối, rồi lại nối chúng lại với nhau là có thể khởi động xe. Emma quả nhiên là một cao thủ. Thành công khởi động xe đồng thời chuông cảnh báo cũng kêu. Tiếng chuông báo động thu hút zombie ở khắp nơi kéo đến. Hai người họ nhanh chóng quay người bỏ chạy, khó khăn lắm mới về được nhà để lấy điện thoại. Jo lập tức mở phần mềm định vị người yêu cũ. Phần mềm hiển thị anh ta chỉ cách bọn họ 2 km. Nếu may mắn thì họ sẽ nhanh chóng tìm thấy anh ta. Jo liên tục gọi điện cho người yêu cũ, kết quả anh ta không nghe máy. Vì vậy cô cùng với Emma ăn trộm xe của hàng xóm và lái xe đi trên đường. Jo không gọi được cho người yêu cũ nên chỉ đành để lại tin nhắn thoại, nói cho anh ta biết họ đã lên tàu của anh ta, còn giết người yêu của anh ta. Tôi mà là anh ta, khi nhận được tin này thì tôi sẽ không dám đi tìm cô. Vốn dĩ điện thoại sắp hết pin, nhắn xong tin nhắn thoại liền sập nguồn. Sau đó Jo lại đâm vào một cảnh sát giao thông đã biến thành zombie. Zombie ngã xuống dưới gầm xe, cản đường của họ. Jo đạp mạnh chân ga, bánh xe chèn lên xác zombie khiến máu bắn lên mặt cô. Kết quả xe vẫn không lái đi được, xem ra chỉ có thể dùng chiêu kim thiền thoát xác thôi. Jo mở cốp xe để thu hút đám cương thi ở xung quanh. Cô và Emma nhanh chóng chạy ra khỏi xe từ cửa bên lái. Cát ở bên này cũng không dừng lại. Sunny vô tình phát hiện ra vết cắn trên tay cô nàng tóc tết kia. Sau đó Cát lại tìm được giấy tờ tùy thân trong ba lô của cô ta. Tên trên giấy tờ tùy thân đó không phải người bạn mà Cát quen. Cô ta vốn không phải là nữ anh hùng vĩ đại. Cát đi tìm cô nàng kia để hỏi cho rõ cô ta là ai. Cô ta nói mình cũng là thành viên trong hội của bọn họ. Cô ta ở trong nhóm nhìn thấy tin tức mà Cát gửi đến nên đã tìm được đến đây. Sau đó Cát vô tình nhìn thấy hình xăm ở sau lưng cô ta, là hình một con gấu. Người cô ghét nhất lại đóng giả thành người bạn tốt nhất của cô để trà trộn lên tàu. Lúc này cô nàng kia bắt đầu biến thành zombie. Cát dùng cung tên bắn trúng tim cô ta, kết liễu mạng sống của cô ta. Con tàu nhỏ lại tiếp tục cuộc hành trình đến London. Thời gian quay lại 4 giờ 10 phút chiều thứ bảy, 9 tiếng trước khi nhóm đầu tiên bị lây nhiễm xuất hiện. Emma đang ở ga tàu đợi Sunny. Sunny lại không muốn đi cùng anh ta nữa, trốn ở trong nhà vệ sinh nói dối rằng mình mua nhầm vé, chỉ có thể đi chuyến sau đến tập hợp cùng mọi người. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, chuyến du lịch không thể đi được nữa, có thể sống tiếp hay không cũng không biết được. Jo muốn bật bình nóng lạnh trên tàu lên để gội đầu, Cát không cho, bởi vì sử dụng bình nóng lạnh sẽ tốn rất nhiều nhiên liệu. Bọn họ còn phải tiết kiệm nhiên liệu để đi đến London. Lúc này Emma và Sunny nhìn thấy khách sạn mà hôm trước họ ở. Bọn họ muốn đi đến khách sạn để cứu bạn bè của mình. Vì Jo không có sức chiến đấu, vì vậy Cát để cô ta lại để bảo vệ tàu, cùng Sunny và Emma đi cứu bạn bè của họ. Cát, Sunny và Emma đi vào bên trong khách sạn. Theo khuôn mẫu của phim zombie, bọn họ mở cửa thang máy chắc chắn sẽ có zombie. Vì để tránh chuyện không hay xảy ra, Cát cùng hai người họ đi cầu thang bộ. Hôm qua nhóm của Emma còn ở đây tổ chức tiệc độc thân cho một người bạn. Không ngờ hôm nay ở nơi này lại diễn cảnh zombie truy sát.
Cát và hai người họ theo cầu thang bộ đi lên trên. Kết quả ở tầng đầu tiên liền gặp phải zombie. Họ không còn cách nào liền chạy quay lại hành lang. Zombie từ hai đầu hành lang đuổi đến, ép bọn họ vào giữa. Đúng lúc bọn họ tưởng mình chết chắc rồi, cửa một phòng ở hành lang đột nhiên mở ra. Người mở cửa là bạn của Emma. Anh ta trốn trong khách sạn lâu như vậy rồi mới có thể gặp được người sống. Anh ta kích động ôm lấy Emma. Bây giờ ở bên ngoài căn phòng đã bị zombie bao vây. Bọn họ chỉ có thể đập vỡ sàn nhà nhảy xuống tầng dưới để thoát thân. Lúc này, do ở trên tàu cũng không nhàn rỗi. Đun nước nóng ở trên tàu cần thời gian. Vì vậy cô ta chạy vào một phòng của khách sạn để tắm. Còn Nhàn Hạ thưởng thức một ly sâm banh. Trong thời gian cô ta hưởng thụ, con tàu đã bị zombie chiếm lĩnh. Do không còn cách nào chỉ đành tự mình ra để thu hút chúng. Cô ta dụ zombie vào trong phòng ăn của khách sạn, lại chạy ra bức tường bên ngoài để trốn. Zombie ngu ngốc không đi ra ngoài tìm cô ta, trực tiếp đi cầu thang bộ lên tìm nhóm của Cát. Qua một lúc lâu Emma và mọi người bắt đầu nhớ ra người bạn tổ chức tiệc độc thân bị lãng quên. Hóa ra lúc đó sau khi mọi người trói anh ta lại liền bận rộn đi xem vũ nữ thoát y. Sau khi xem vũ nữ thoát y thì càng không nhớ gì về người bạn đó nữa. Người bạn đáng thương đó cứ như thế bị trói trên sân thượng. Bọn họ không thể bỏ rơi anh chàng đó. Anh ta cậy sàn nhà tầng trên và leo lên tầng 2. Bạn của Emma không biết chuyện zombie sẽ ở trong thang máy nên ấn mở thang máy. Đúng như dự đoán của Cát, quả nhiên bên trong thang máy có zombie. Lần này thì toang rồi. May mà Cát thông minh, cô ấn chuông báo cháy, vứt vào trong thang máy dụ zombie đi vào trong, rồi lại ấn nút đóng thang máy, thành công nhốt nó lại. Sau đó Cát cùng mọi người theo cầu thang bộ đi lên sân thượng. Vũ nữ thoát y cũng đã biến thành zombie, đi theo phía sau bọn họ đi lên. Người ngốc sẽ có phúc của người ngốc. Mặc dù anh ta bị mọi người bỏ quên ở trên sân thượng, lại tránh được sự lây nhiễm. Anh ta không hề biết thế giới đã đến ngày tận thế. Vũ nữ thoát y đuổi theo tấn công Emma. Emma và Cát hợp sức vứt cô ta xuống dưới. Xác của zombie vừa hay rơi xuống trước mặt do khó khăn lắm mới được tắm sạch sẽ, giờ toàn thân cô lại dính máu. Sau đó, một đám zombie lại xuất hiện ở cửa. Anh chàng bị bỏ quên trên sân thượng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cát đã chuẩn bị đưa bọn họ nhảy từ trên tầng xuống hồ. Vào thời khắc quan trọng, Emma tìm thấy một cầu thang dự bị. Bọn họ thuận lợi đi ra khỏi khách sạn đi lên tàu. Hai người bạn của Emma không tin thế giới đã đến ngày tận thế, càng không tin con tàu nhỏ này có thể cứu họ. Bọn họ quyết định đi bộ đến lễ đường. Lúc này, nước nóng của Do cũng đã đun xong. Bốn người họ lại tiếp tục lái con tàu nhỏ này tiến về phía trước. Người yêu cũ của Do sau khi bị mất tàu liệu có thể sống sót? Nhóm của Cát lại sẽ gặp phải những thử thách gì nữa? Nơi an toàn ở cuối chặng đường có thật sự tồn tại? Hẹn gặp lại các bạn vào phần sau của bộ phim. Bye bye!